Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Kakoski Hydrogen Ai 2025 ở dụng nhiên liệu Hero đã lộ diện. Có lẽ anh em đã nghe nhiều về tin tức cũng như nhiều cái lời đồn về việc các nhãn sức xe đã chuyển dần sang những cái mẫu xe ở dụng cái nguồn nhiên liệu sạch nhằm bảo vệ môi trường tốt hơn. Và không cần phải nói đâu xa vì ngay trong clip hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ anh em về cái chiếc Kakoski Hydrogen Ice 2025 hoàn toàn mới đang được tiến hành một cái buổi trình diễn công khai đầu tiên về khái niệm xe máy Ice, tạm dịch động cơ đốt trong chạy bằng hydro. Như nhiều thông tin chúng tôi tìm hiểu và được biết, hãng xe Kakoski Motor cũng đã tiến hành một cái buổi trình diễn công khai lần đầu tiên về cái chiếc xe máy Ice động cơ đốt trong chạy bằng hydro, diễn ra trên cái đường đua Suzuka tỉnh lực Mie, Nhật Bản vào cuối tháng 7 năm 2024. Cái cuộc thử nghiệm lần này là cái sự khẳng định lại cái lời cam kết của hãng Kakoski trong việc sản xuất xe máy động cơ đốt trong ở dụng cái nhiên liệu là hydro có thể hoạt động vào đầu những năm 2030. Cái chiếc xe trong lần thử nghiệm lần này được công bố dựa trên cái Simoto Kakoski Ninja 2. Nghiên cứu thử nghiệm về các khả năng đốt cháy hydro từ động cơ lập 4 xanh thẳng hàng tăng áp của nhà Kakoski, dung tích là 998cc, và đặc biệt khối động cơ này đã được cải tiến để có thể phun nhiên liệu hydro trực tiếp. Thông tin cũng đã tiết lộ thêm và cũng cho biết những thay đổi tiếp theo cũng được thực hiện đối với những cái khung gầm của H2 để lắp đặt cái bình nhiên liệu hydro và hệ thống quản lý nhiên liệu hydro. Với cái động cơ chạy bằng quá trình đốt cháy hydro, khả năng hoạt động của khối động cơ này đã được truyền thông qua ở nước ngoài chia sẻ và cũng có giống như khi chạy bằng xăng, mang lại cho người lái những cái trải nghiệm cảm giác khi đang lái một cái chiếc xe máy dùng xăng thông thường. Theo như hãng Kakoski thì khối động cơ đốt trong hydro có khả năng đốt nhiên liệu nhanh hơn trong cái phạm vi điều kiện hoạt động rộng hơn so với cái động cơ đốt bằng xăng thông thường, mang lại cái phản ứng động cơ tốt hơn. Và trong những cái clip ở trên thì cái chiếc xe thử nghiệm được nhìn thấy với những cái bình nhiên liệu ngoài đã được gắn ở phía sau người lái ngay cả ở hai bên, với cái cổng tiếp nhiên liệu nằm ở phía sau. Và tóm lại, xe máy ở dụng nhiên liệu hydro là một trong những cái phần kế hoạch phát triển cái dòng xe máy điện, xe máy hybrid điện và những cái chiếc xe máy chạy bằng hydro của hãng Kakoski cho đến năm 2030. Và chúng tôi cũng được biết thêm rằng Kakoski Motor cũng đã tiến hành thành lập cái hiệp hội cái công nghệ động cơ và phương tiện di chuyển nhỏ bằng hydro cùng với nhiều nhãn sức xe máy Nhật Bản khác như là Honda, Suzuki và Yamaha. Anh em nghĩ sao về kế hoạch táo bạo cũng như là một cái bước tiên phong từ nhà máy sản xuất Kakoski sẽ như thế nào khi những cái chiếc xe ở dụng xăng đập biến mất dần trong cái tương lai không xa? Cũng tôi chia sẻ cái cảm nghĩ của mình ở cái clip comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.